Chính ủy vùng đã biểu dương công tác tổ chức lớp tập huấn quân sự tại vùng 4 Hải quân, nêu bật sự chặt chẽ trong xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể. Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị về cán bộ, nội dung và giáo án được đánh giá cao, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân nhấn mạnh rằng, qua tập huấn, các cán bộ đã nắm vững các nội dung về kỹ thuật và chiến thuật, góp phần nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống. Đặc biệt, các đơn vị đóng quân ở những vị trí độc lập và xa trung tâm được yêu cầu tổ chức luyện tập thường xuyên để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh vùng 4 Hải quân cùng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại lữ đoàn 146, nơi đã đạt được những thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mặc dù còn một số tồn tại cần khắc phục, nhưng sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua đã được Tư lệnh biểu dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và tổ chức tập huấn hiệu quả,